Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những mâu thuẫn dồn nén. Vụ án lấy mạng chồng rồi vứt thây xuống ao xảy ra tại thôn Phúc Thượng, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, khiến người dân bàng hoàng. Ma Thị Mơ, sinh năm 1989, trú xã Tân Thịnh, hung thủ gây án vốn luôn được biết đến là người hòa đồng. Bên cạnh đó, Mơ còn là chi hội trưởng chi hội nông dân của thôn. Ngày xảy ra vụ án, Ma Thị Mơ từ nhà lên khu chăn vịt của gia đình để nhặt trứng vịt. Một lát sau, anh Hà Tiến Thanh, chồng của Mơ lên theo và bảo Mơ nhặt trứng xong, ra ruộng làm hộ lúng ớt. Đến 8 giờ cùng ngày, Mơ và chồng cùng nhau đi về nhà. Vừa về đến nhà, vợ chồng Mơ nảy sinh mâu thuẫn. Thanh nói với Mơ, suốt ngày mày đi, được bùi ở nhà cũng tìm lý do trốn việc. Nói xong, Thanh mở tủ lạnh, lấy bia ra sân ngồi uống. Sau đó Thanh vào nhà và hỏi Mơ, bộ quần áo dài hôm qua mày mặc đâu? Mơ đáp, ở trong phòng. Thanh vào phòng lấy bộ quần áo dài của Mơ định ném ra sân, thì Mơ giữ lại. Lúc này, Thanh và vợ xảy ra xô xát. Tức giận, Thanh chạy xuống bếp rồi chạy lên tầng 2 tìm thấy một hung khí rồi xông đến. Một tay cầm hung khí và tay còn lại ghì vào Mơ. Mơ dùng tay đẩy Thanh ra và khuyên chồng bình tĩnh. Lúc này con trai của Thanh cũng chạy theo sau. Nhìn thấy con, Thanh quát Mơ bế con xuống nhà. Thanh xuống sau vừa đi vừa giơ hung khí dọa lấy mạng cả nhà Mơ. Xuống đến tầng 1, Thanh ra ngoài bàn ở sân đặt hung khí ở trên bàn rồi tiếp tục ngồi uống bia. Không ngừng buông lời dọa lấy mạng Mơ và cả bố mẹ đẻ của Mơ. Lấy mạng chồng rồi phi tang. Bực tức trước lời lẽ của Thanh, lần này Mơ quyết định sẽ không bỏ qua nữa. Lợi dụng lúc Thanh đang ngồi một mình uống bia ngoài sân, Mơ lấy một đoạn gậy gỗ dài 0,5m đứng ở phía sau rồi vung gậy, khiến Thanh ngã nằm bất động. Tiếng động phát ra lớn, thu hút sự chú ý của cháu Quân. Thấy Thanh nằm im không cử động, Mơ cũng chưa biết được Thanh đã qua đời hay chưa, nhưng lo sợ bị phát hiện, Mơ đã kéo ra phía bờ ao nhằm tạo hiện trường giả. Việc Mơ kéo Thanh ra bờ ao cũng bị cậu con trai nhìn thấy. Thấy vậy, Mơ quát con vào nhà rồi đẩy Thanh xuống ao nước. Sau đó Mơ đi rửa sạch tay chân, vào nhà thay quần áo. Vừa ra ngoài thì cháu Quân ngây thơ hỏi, bố con đâu? Mơ trả lời, bố con đi câu cá. Tiếp đó Mơ đi vào buồng lấy một chiếc quần bò ra sân, lau chùi dấu vết. Rồi để quần và đoạn gỗ đã dùng ra đòn với Thanh vào khu vực bếp. Tiếp đó Mơ nhặt chiếc quần mà trước đó chồng Mơ đã ném ra ngoài, vứt xuống ao nhằm mục đích. Khi nào người nhà về sẽ nói dối là vợ chồng cãi nhau, xô xát kéo nhau xuống ao và Thanh đã dùng chiếc quần đó để dìm Mơ. Đến 9 giờ cùng ngày, mẹ đẻ của Thanh là bà Nguyễn Thị Duyên về nhà hỏi Mơ là Thanh đâu. Thì Mơ nói dối là Mơ và chồng cãi, xô xát với nhau rồi vật lộn đẩy nhau xuống ao. Thanh muốn dìm Mơ xuống ao nhưng Mơ thoát ra được, hiện không biết chồng đang ở đâu. Thấy Mơ nói vậy, bà Duyên đã gọi người nhà là bà Hà Thị Tuyên, thím ruột của Thanh đến tìm và phát hiện Thanh đã qua đời dưới ao, ngay trước nhà. Trong lúc mọi người lo ma chay cho Thanh thì Mơ lấy chiếc quần lau vết huyết trước đó, ném xuống ao. Nghi ngờ về sự ra đi bất thường của Thanh, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Ngày 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chiêm Hóa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mơ về hành vi đoạt mạng người. Đến ngày 23 tháng 1, Mơ bị cơ quan công an ra quyết định tạm giam và bị giam tại trại giam công an tỉnh. Linh tính kỳ lạ của người thân nạn nhân. Trước sự việc đau buồn, thím ruột của nạn nhân kể lại, khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 10, tôi đi làm về đến nhà thì thấy mẹ cháu Thanh gọi tôi xuống. Lúc đó Mơ còn khóc và kể bị chồng kéo xuống ao, rồi sau đó lên được, nhưng chồng lên lúc nào thì không biết. Ngay sau đó, tôi và chị Dung đi tìm cháu, đi tìm hai vòng mà không thấy đâu. Tôi chạy về nhà cầm dụng cụ sang vườn mía sau nhà chị, phát toàn bộ cỏ để tìm cháu vẫn không thấy. Tôi lại vòng về trước nhà thì người tôi lại nổi hết gai ốc lên.
lau vội dòng nước mắt trước nỗi đau mất cháu, bà kể tiếp. Tôi lại bảo với mẹ cháu rằng, nay em về đến kia, em nổi hết gai ốc lên, thôi để em xuống đó tìm lại lần nữa xem có thấy không. Tôi lấy xào ra bờ ao, gầy gần bờ mà không thấy. Tôi bảo chị Mơ, lấy cho tôi cái xào dài hơn để tôi gầy lại một vòng nhưng cũng không thấy gì. Sau đó tôi đẩy gậy ra xa khoảng 2 mét thì thấy bùng lên thây của cháu tôi. Lúc đó hai chị em ngỡ ngàng rồi òa khóc. Sau đó xã nhận được tin báo cử người xuống phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án. Ông Hà Tiến Chức, người trực tiếp vớt thi hài kể. Khi phát hiện ra, tôi là người xuống vớt cháu tôi lên. Chúng tôi sơ cứu nhưng không kịp. Tôi có lật người cháu kiểm tra thì thấy rất nhiều vết thương do đồ vật gây nên dẫn đến thiệt mạng chứ không phải do đuối nước. Ngoài ra tai và mũi của cháu tôi đều chảy huyết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu Quân kể lại, lúc đó cháu bị mẹ đuổi vào phòng nhiều lần, không cho ra ngoài. Nhưng sau đó cháu có chạy ra ngoài 3 lần. Lần thứ nhất cháu chạy ra thì thấy bố gục trên bàn. Lần thứ hai ra thì cháu thấy mẹ kéo bố ra mảnh đất trước nhà, nhưng cháu lại bị mẹ đuổi vào. Lần thứ ba ra thì thấy mẹ Mơ lăn bố xuống ao và cùng nhảy xuống. Về nhân thân nghi phạm gây ra vụ việc, Mà Thị Mơ cũng chính là vợ của nạn nhân. Ở thôn xóm được mọi người đều nhận xét là người hòa đồng, chăm chỉ. Theo ông Nguyễn Gia Trư, trưởng thôn Phúc Thượng, ở xóm, Mơ không có biểu hiện bất thường và cũng chưa gây sự với ai. Bên cạnh đó, Mơ còn là chi hội trưởng chi hội nông dân của thôn. Ông Hà Tiến Chức, chú ruột của nạn nhân vẫn không thể ngờ được cháu mình lại bị vợ ra tay sát hại. Đối với họ hàng, Mơ không có điều tiếng gì, nhưng có đôi lần to tiếng với bố mẹ chồng vì chuyện gia đình. Thì thoảng Mơ nó còn có một số lời hỗn hào, tục tĩu với bố mẹ dù là phận dâu con trong nhà. Chưa hết ngỡ ngàng khi sự việc xảy ra, chị Trần Lan Phượng, một người hàng xóm sống gần gia đình nghi phạm kể. Cô này người nho nhỏ, cũng xinh lắm, ở nhà cũng chịu khó đi giao hàng bán cho người dân quanh đây suốt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bà Nguyễn Thị Dung, người phụ nữ vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất con, nhớ lại. Bình thường hai vợ chồng cũng có cãi vã, nhưng chỉ về những vấn đề nhỏ. Gần đây có một số vấn đề khiến cả hai to tiếng, cãi nhau mấy hôm là do con trai tôi phát hiện ra Mơ, nhắn tin với người lạ. Không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Bây giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa, chỉ cố gắng lo tốt cho cháu nội tôi thôi. Đây là một trong những điển hình về vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Hành động sát hại chồng của Mơ khiến chính cô ta phải chịu trách nhiệm hình sự. Con nhỏ mất đi sự chăm sóc của cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.